Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày. Lâu lắm mới thấy Thủy Tiên khoe ảnh cận mặt con gái, không ngờ đã ra dáng thiếu nữ với góc nghiêng thần thánh. Con gái bánh gạo của Thủy Tiên, Công Vinh, nay đã lớn phỏng phao khiến ai cũng bất ngờ. Từ khi chào đời, bé bánh gạo nhà Thủy Tiên và Công Vinh luôn nhận được sự quan tâm từ phía công chúng lẫn truyền thông. Tuy nhiên đến nay, Thủy Tiên vẫn một mực giấu chân dung của con gái. Chỉ thi thoảng trong vài trường hợp đặc biệt, ca sĩ mới khoe ảnh con nhưng vẫn khéo léo giấu đi khuôn mặt. Giờ trước trang cá nhân của mình, Thủy Tiên vừa chia sẻ đoạn hội thoại giữa hai mẹ con cô khá thú vị. Mùa Covid này, nhà Tiên có đầu bếp mới rồi cả nhà ơi. Không biết có phải do nhiễm cái bệnh không, thích ăn ngoài của mẹ Tiên không, mà bé gạo từ nhỏ đã hay lăn xăng chạy vào bếp học lỏm mẹ rồi. Gạo tò mò lắm, hỏi mẹ từ cách mở bếp đến chỗ để gia vị hay nguyên liệu nấu ăn luôn. Con có ý muốn biết thì mình chỉ thôi. Ai về hôm sau, chị gạo xung phong chiên trứng ốp la cho cả nhà ăn sáng, rồi còn lay hoay rửa cam chuẩn bị vắt nữa, làm mẹ Tiên sắp ngã ngửa vì ngạc nhiên. Mình: gạo ơi, ai chỉ con làm vậy? Gạo: con nhìn mẹ Tiên làm rồi bắt chước nè, mẹ thấy có giống chưa? À, ở lớp cô nói nước cam tốt cho sức khỏe nên con vắt cho mẹ nè. Gạo thì thích uống sữa hơn. Không chỉ tự hào khoe cô con gái đảm đang, Thủy Tiên còn hào hứng đăng ảnh mới nhất của bánh gạo. Dù vẫn giấu mặt con nhưng qua góc chụp nghiêng, ái nữ nhà Thủy Tiên, Công Vinh nay đã lớn phỏng phao và ra dáng thiếu nữ hẳn hoi. Cô bé để tóc búp bê bên cài bờm màu hồng trông khá xinh xắn. Khoảnh khắc này càng làm cư dân mạng suýt xoa và năn nỉ Thủy Tiên sớm công khai mặt của công chúa mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.